Tiếp tục chuỗi video cách sử dụng thuốc hiệu quả, hôm nay chúng ta bàn luận ngắn gọn ý chính về thuốc acetylcysteine để giúp cho việc học các liệu đơn giản hơn so với lý thuyết. Acetylcysteine là thuốc tiêu chất nhầy và cũng là thuốc giải độc khi quá liều paracetamol. Thuốc có nhiều dạng dùng, nhưng góc độ là dược sĩ thì các bạn chỉ cần nhớ đến dạng viên nén, viên nang hoặc là dạng sủi hòa tan 200mg, còn dạng gói 100mg và 200mg. Acetylcysteine là một acid amin có tác dụng tiêu chất nhầy do sulfhydride tự do làm giảm độ quánh của đờm ở phổi cá mủ hoặc bằng cách tách đôi cầu nối disulfur trong mucoprotein và tạo thuận lợi để tống đờm ra ngoài bằng cơ chế ho. Acetylcysteine được dùng làm thuốc giải độc khi quá liều paracetamol có tác dụng bảo vệ gan bởi duy trì hoặc là khôi phục nồng độ glutathione. Acetylcysteine có tác dụng bảo vệ gan tốt nhất nếu dùng trong vòng 8 giờ sau khi bị quá liều paracetamol và có thể có tác dụng sau 24 giờ. EZTV sẽ có video nói sâu về cơ chế này ha. Vì những tác dụng của acetylcysteine nên thường được chỉ định tiêu chất nhầy trong các bệnh lý nhầy nhớt, các bệnh lý hô hấp có đờm nhầy quánh trong viêm phế quản cấp hoặc là mạn tính và cũng thường làm sạch thường quy trong mỡ khí quản. Và tất nhiên còn có thêm là giải độc trong khi quá liều paracetamol. Với liều dùng được tiêu chất nhầy với đối tượng từ 7 tuổi trở lên có thể dùng 200mg nhân 3 lần trong một ngày. Còn trẻ từ 2 tuổi cho đến 7 tuổi dùng 200mg dạng gói hoặc là dạng sủi hòa tan nhân 2 lần trong một ngày. Sau đây là một số điểm cần lưu ý khi sử dụng thuốc acetylcysteine. Thứ nhất, thuốc được chống chỉ định cho trẻ em dưới 2 tuổi, nhưng EZTV thấy có khá nhiều tôi bác sĩ các cơ đơn 100mg. Nên trước khi sử dụng thuốc thì cần phải tham khảo ý kiến của bác sĩ nha. Thứ hai, có thể sử dụng cho phụ nữ đang cho con bú và cần thận trọng với phụ nữ đang mang thai. Thứ ba, vì thuốc làm tăng tiết chất nhầy nên không được phối hợp với thuốc ức chế ho như là codeine, dextromethorphan hoặc bất cứ thuốc nào làm giảm bài tiết phế quản trong thời gian điều trị bằng acetylcysteine. Thứ tư, không nên dùng chung với amphotericin là một loại thuốc kháng viêm dạng men. Thứ năm, với góc độ là dược sĩ, với vấn đề giải độc paracetamol, các bạn không cần để ý tới. Khi bệnh nhân dùng quá liều thì cần chuyển đến cơ sở y tế để cấp cứu kịp thời cho bệnh nhân. Cảm ơn các bạn đã xem đến cuối video này. Đừng quên nhấn đăng ký kênh để đón chờ những video dược lý, bệnh học và các liều thực tế phía sau nha. Xin cảm ơn các bạn. Bye bye.